Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền và Món Ăn Gia Đình Việt Nam. Hôm nay Huyền có làm bún măng gà. Mọi người hãy cùng ăn bún với Huyền nhé. Ôi, nay á hả, Huyền được ở nhà một bữa mọi người à. Đi vô hả, mệt quá. Đi làm không nổi mọi người ơi. Sau đám ông Huyền gọi là Huyền đứng đừ đừ. Tới hôm nay Huyền vẫn chưa thể đi làm nổi. Đi vào đây thấy là thèm bún măng gà quá. Rồi tiện ra chợ thấy con gà nó ngon quá, Huyền chuyển luôn. Rồi nhà ăn bún trước nha mọi người, để nó nguội. Đầu tiên Huyền sẽ thử nước trước. Nước đậm đà lắm mọi người. Thì sẽ cho thêm ít nước mắm để cho đậm đà. Đầu tiên Huyền ăn măng nha. Dạ, Huyền mời cô chú anh chị ăn cùng Huyền nha. Măng đậm đà lắm mọi người ơi. Hôm nay Huyền ăn ở nhà dưới mọi người ơi. Nay Huyền mệt quá, Huyền leo cầu thang không nổi. Bún thì thấm đẫm dưới nước măng. Măng Huyền xào đó mọi người. Rồi, Huyền sẽ ăn cái đùi gà. Huyền tới ăn tới cái đùi gà nha. Dạ Huyền mời cô chú anh chị. Chắc chúng ta sẽ chấm sống đụng vậy. Con gà này chắc nó cũng chạy bộ cỡ cả ngàn cây số bởi dây nhát à. Con gà này nó vừa dai nó vừa ngọt. Cái răng Huyền hô á, là bị Huyền bị hô từ nhỏ rồi mọi người ơi, nên là có cô chú anh chị á nói Huyền ơi sao ăn mà hô quá, miệng rộng quá. Huyền xin lỗi nha, tại vì cái này là cha sanh mẹ đẻ Huyền rồi, Huyền không có sửa được mọi người ơi. Gà nó dai, nó ngọt, nó thấm như nước, nước ruột gà, ngon lắm mọi người. Da của nó thì giòn sừng sực. Cái món gì Huyền không tự hào, cái món gà Việt Nam Huyền rất tự hào, vì nó ngon. Nó ngon từ thịt, nó ngọt từ xương. Mọi người có công nhận với Huyền điều đó không? Đang bún tiếp nha mọi người. Nước bún giờ nó thấm vào sợi bún. Đậm đà lắm mọi người ơi. Nó rau vô nha.
ngọt ngọt, nó ngọt từ nước luộc gà, thấm vào từng sợi bún, ăn tuyệt vời mọi người. Măng thì giòn giòn, phải có xào sơ qua măng, để nó thấm lắm. À, nước ngon quá mọi người ơi. Đã quá mọi người ơi, ăn cực cuốn luôn. Tiếp theo đó là Huyền ăn luồng gà nha, mình kính mời cô chú anh chị. Con gà này nó béo lắm mọi người, hồi xưa mẹ Huyền hay nói mày là con gái mà mày ăn xương kiểu đó mày lấy gì cho nó ăn, nhưng mà khi ăn thịt gà nếu như chúng ta không ăn xương cái kiểu dạng Huyền cảm giác như là ăn cơm mà nó không có nước canh vậy. Ăn chán lắm mọi người. Nước Huyền, nước lèo của Huyền vẫn còn nóng, à, cho rau vô là nó tái tái liền. Đã quá mọi người. Huyền ăn tới phần Huyền yêu thích nhất nha mọi người, để cắn. Lần này thầy đi ra ngoài đó tiễn đưa ông Huyền, cho mà cũng bù lại đường khác. Thấy bà Huyền hơi lẫn một chút nhưng mà còn mạnh khỏe lắm mọi người. Huyền cũng chơi được với bà 10 ngày. Các cô về chú bác Huyền hỏi sao không ở chơi với bà lâu lâu xíu. Huyền cũng muốn lắm mọi người, nhưng mà đồng tiền không cho phép. Huyền cũng muốn lắm mọi người mà đồng tiền không cho phép. Huyền sẽ cố gắng làm để dỗ ông, dỗ đầu ông Huyền ra với bà lần nữa. Chứ bây giờ thời gian của bà Huyền ở bên cạnh con cháu cũng không còn còn lâu nữa đâu mọi người. Chúng ta thì thời gian giờ còn tính bằng năm, chứ với những người lớn tuổi chỉ còn tính bằng giờ bằng ngày thôi. Ở bên con cháu được ngày nào là mừng ngày đó. Dạ, mời cô chú anh chị ăn phần sát cổ nha.
gà nó dai quá. Ừ, thấy không? Cái da sực sực luôn. Hôm nay là lần đầu tiên Huyền bỏ ra một số tiền để Huyền làm cho bản thân mình. Dì Huyền nói mình cứ tạo cho bản thân mày đi, mày lo cho những người xung quanh, mày lo cả đời. Bản thân mày mày không yêu thì mày mong hồng vô ai có yêu bản thân mày. Mình thấy cũng đúng rồi. Hôm nay Huyền thấy được một bài viết về những em học sinh mà sao Huyền thấy học sinh bây dữ tợn quá mọi người, vừa đánh nhau rồi vừa hả hút hút thuốc rồi, dạ Huyền mời cô chú anh chị nha, vừa hút thuốc rồi còn vừa hút cỏ Mỹ nữa. Sao thấy sợ quá. Măng giòn sừng sực mọi người nghe không ạ? Tới cổ nha mọi người. Dạ, mời cô chú anh chị. Bản thân mình sinh ra thì ai cũng muốn xinh đẹp, ai cũng muốn hoàn mỹ. Nhưng đôi lúc á, ngoại hình đâu thể như ý muốn đâu mọi người. Mình có tiền, mình mới có thể đi thẩm mỹ được, hoàn thiện. Còn với những người không có tiền thì sao? Thì chịu thôi. Sinh ra trong gia đình có tiền thì con cái muốn gì cũng được. Nhưng mình sinh ra trong gia đình mà cha mẹ khó, thì mình phải chấp nhận thôi. Nên ai nói Huyền xấu Huyền đẹp Huyền hô gì Huyền cũng mặc kệ.
Vì Huyền thấy á, điều đó là bình thường. Ừ, con gà này nó mở quá mọi người. Nhìn nè, mở cực nhiều luôn, cực béo luôn á. Bẻ quá. Nhưng người cứ nói nè, sao không bỏ tiền ra làm này làm kia đi, đổ tiền đâu làm mọi người. Nếu như Huyền làm á, bất cứ một cái gì đó đi trên gương mặt của Huyền, mình găng đi hết mười mấy triệu, cái đồng tiền đó Huyền có thể lo cho bố Huyền được cả mấy tháng, cả năm trời tiền ăn đó mọi người. Huyền có thể phụ cho dì Huyền được cái hẳn mấy buổi sữa cho bà. Nên Huyền không có làm đẹp phí phạm vậy đâu mọi người ơi. Tiếp tới Huyền ăn tới cái đùi nha. Với Huyền á, đồng tiền á, nó đi liền với nhiều thứ lắm. Chứ Huyền chưa đến lượt để Huyền lo cho bản thân Huyền đâu. Ui, gà ngon lắm mọi người. Ăn cực cuốn. Mọi người nhìn Huyền thảnh thơi vậy nghĩ chắc Huyền không có nợ đâu. Không có đâu mọi người. Huyền nợ cực nhiều luôn. Ở cuộc sống mà ai cũng phải có nợ, có nợ mới có động lực để làm. Nợ những lúc mình buôn bán không được, nợ những lúc mình thất bại. Họ có người thương mình, họ giúp đỡ mình, đó là điều Huyền mang ơn. Những gì mà họ cho mình mượn không có nhiều, nó là tất cả lòng thành của họ. Ngon quá mọi người. Rồi mọi người. Ngang tay cái cảnh nha. Em mời cô chú anh chị. Thì ăn cũng no rồi đó mọi người.
của Huyền hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Nếu mọi người có yêu thương Huyền, mọi người cho Huyền xin một nút đăng ký, một nút chia sẻ và một cái bình luận nha. Và Huyền xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào Facebook. Xin chào tạm biệt.